Kể từ khi bóng đá Việt Nam trở lại với guồng quay sau AFF Cup 2022, những dịp cuối tuần luôn là thời điểm rất sôi động với người hâm mộ. Đó là những trận đấu tại V-League, nơi các đội bóng đang tạo ra những cuộc đua hấp dẫn ngay từ vòng đấu đầu tiên. Sự trở lại của Công an Hà Nội với nhiều tuyển thủ quốc gia cộng thêm chất lượng của giải đấu đã nâng cao sau nhiều mùa giải là lý do V-League đang thực sự thu hút những khán giả theo dõi, đặc biệt vào những dịp cuối tuần. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm những lựa chọn khác, dõi theo những cầu thủ của Việt Nam đang thi đấu tại nước ngoài. Đó là những bước tiến vững chắc của Huỳnh Như trong màu áo của Lang FC. Sự xuất hiện của cô tại Bồ Đào Nha đem đến những kỳ vọng và Huỳnh Như đã đáp ứng được những kỳ vọng đó. 6 bàn thắng từ đầu mùa giải đến giờ, trong đó có siêu phẩm được ghi từ chấm đá phạt là quá đủ để khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Cuối tuần này, Huỳnh Như không thi đấu. Nữ tiền đạo của đội tuyển Việt Nam có chuyến hồi hương để tham dự gala trao giải bóng vàng Việt Nam 2022, nơi mà cô rất có khả năng sẽ bảo vệ danh hiệu này thêm một lần nữa. Đó là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những nỗ lực của Huỳnh Như suốt một năm vừa qua, nhất là khi cô mạnh dạn sang châu Âu thi đấu ở độ tuổi 32. Những nam đồng nghiệp của Huỳnh Như không có được may mắn hoặc chưa tìm được vận may đến với mình như vậy. Chúng ta đang nói đến trường hợp của Công Phượng và Quang Hải, những cầu thủ cũng đang chơi bóng ở nước ngoài và gặp những khó khăn nhất định. Lựa chọn của Công Phượng sau khi rời câu lạc bộ Hoàng Gia Lai chính là Nhật Bản, nơi anh đầu quân cho đội bóng mới lên hạng Yokohama với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ở độ tuổi 28, Phượng xác định đây có thể là chuyến xuất ngoại cuối cùng trong sự nghiệp. Đang ở độ tuổi sung sức nhất, tiền đạo gốc Đô Lương muốn thử sức mình thêm một lần nữa sau những chuyến xuất ngoại không để lại nhiều dấu ấn. Anh trở lại với Nhật Bản nhưng lần này với tâm thế khác và sự chuẩn bị cũng hoàn toàn khác. Chân sút sinh năm 1995 lần đầu tiên bỏ lỡ kỳ AFF Cup để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Yokohama FC. Anh cùng các đồng đội có chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần mà theo Công Phượng mô tả với báo giới, đó là lần đầu tiên anh chuẩn bị cho mùa giải mới lâu như vậy. Đi kèm với sự chuẩn bị kỹ càng ấy là thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho J-League khởi tranh. So với lần đến Nhật Bản thi đấu cách đây 7 năm, Công Phượng đã rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Điều quan trọng nhất là cựu cầu thủ của Hoàng Gia Lai đã xây dựng được tâm lý thi đấu tự tin hơn, không còn sợ những thử thách và tập làm quen thích nghi với môi trường hoàn toàn mới. Phượng có khởi đầu tương đối thuận lợi với Yokohama. Anh đã có một kiến tạo trong trận đấu giao hữu trước mùa giải mới của đội bóng này. Trong màu áo của đội bóng tân binh J-League, anh không được chơi vị trí tiền đạo sở trường. Thay vào đó, Phượng lùi xuống, đá như một tiền vệ. Điều anh cũng không còn quá xa lạ bởi đã nhiều lần thực hiện nhiệm vụ này dưới trướng huấn luyện viên Kiatisak. Tất nhiên, chuyện có được kiến tạo trong một trận đấu giao hữu tiền mùa giải với Phượng không có gì quá to tát, giống như cách anh chia sẻ với truyền thông Nhật Bản với nhận định rằng ghi bàn hay kiến tạo cũng vui đấy, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của toàn đội. Thế rồi quãng thời gian tập huấn cũng sớm qua đi, nhường chỗ cho J-League trở lại. Trưa ngày hôm qua, Yokohama của Công Phượng có cuộc đối đầu với đội bóng Nagoya trong trận đấu mở màn. Điều chúng ta, những khán giả Việt Nam kỳ vọng nhất cuối cùng cũng đã không xuất hiện. Trong bản danh sách đăng ký của câu lạc bộ này, thiếu vắng tiền đạo sinh năm 1995. Thậm chí anh còn không được đăng ký trong cuộc đấu này. Tất cả những gì người ta nhận thấy về Phượng chỉ là bức standee ở bên ngoài sân vận động, nơi Yokohama quyết định in hình Công Phượng để quảng cáo cho một loại thức ăn nhanh. Nếu bạn vẫn quan tâm đến kết quả của trận đấu này thì Yokohama đã thất thủ với tỷ số 0-1 trước Nagoya. Một sự khởi đầu không mấy suôn sẻ trong mùa giải được dự báo cực kỳ khốc liệt nếu đội bóng này muốn trụ lại ở giải đấu cao nhất của Nhật Bản. Đó cũng là điều chúng ta có thể nhận định về chuyến xuất ngoại lần này của Công Phượng. Nó sẽ rất khó khăn cho một cầu thủ từ Đông Nam Á có thể cạnh tranh trong đội hình của một đội bóng Nhật Bản. Bạn cần biết điều này, hiện tại Yokohama FC có tới 39 cầu thủ với 8 trong số đó là những ngoại binh, bao gồm cả Công Phượng. Trước mỗi vòng đấu diễn ra, mỗi đội chỉ được đăng ký danh sách gồm 18 cầu thủ thi đấu. Tất nhiên, chẳng huấn luyện viên nào có thể đánh cược chiếc ghế của mình bằng việc điền tên một cầu thủ đến từ Việt Nam, mới chỉ tập trung cùng đội hơn một tháng qua và vẫn đang trong quá trình hòa nhập. Một điều chúng ta có thể khẳng định, Phượng sẽ rất khó cạnh tranh nếu tiếp tục chơi ở vị trí tiền đạo. Thay vào đó, anh sẵn sàng chuyển xuống đá thấp hơn, đá ở vị trí tiền vệ để tìm kiếm cơ hội. Đó là những sự khởi đầu rất khó khăn của tiền đạo gốc Đô Lương trong quá trình khẳng định bản thân ở lần xuất ngoại gần như là cuối cùng này. Phượng sẽ cần phải kiên nhẫn vì có thể sự chờ đợi sẽ còn kéo dài. Ở vòng đấu thứ hai, Yokohama sẽ phải đối đầu với Kashima AL, một trong những đội bóng rất mạnh của Nhật Bản. Họ từng đứng thứ tư trên bảng xếp hạng J-League mùa trước và vừa có chiến thắng 2-0 trong ngày khởi đầu mùa giải 2023. Với một đối thủ mạnh như vậy, nhiều khả năng Phượng sẽ tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu vì huấn luyện viên trưởng Shuhei Yomoda sẽ lại lựa chọn những cầu thủ tốt nhất. Chừng nửa ngày sau đó theo giờ Việt Nam, một cầu thủ khác từ mảnh đất hình chữ S cũng có cơ hội ra sân ở vòng đấu này.
Vì nếu những thông tin mới nhất từ fanpage của Poe FC có bất chợt xuất hiện ở new feed của bạn, bạn sẽ thấy cái tên Nguyễn Quang Hải đã trở lại trong danh sách đăng ký của đội bóng này. Một sự trở lại đáng chú ý trong bối cảnh người hâm mộ tại Việt Nam đang tha thiết kêu gọi Hải ơi, hãy về nhà đi sau khi chứng kiến những gì cầu thủ hàng đầu của bóng đá nước nhà đang gặp khó khăn nơi đất khách quê người. Thực tế đây không phải là đầu tiên Hải được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Poe. Trước đó trong cuộc đối đầu với Grenoble, Hải cũng đã được huấn luyện viên Tolo đăng ký trong danh sách 20 cầu thủ. Chỉ là đối thủ ấy quá mạnh, hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng nên cơ hội ra sân cho Quang Hải gần như là không có. Cuộc đối đầu này đem đến nhiều hy vọng hơn khi Poe đụng độ đối thủ Lavan, đội bóng chỉ đứng trên họ 4 bậc. Trận này Poe FC được chơi trên sân nhà nên trong một hy vọng mong manh nào đó, khán giả Việt Nam vẫn mong chờ Quang Hải được vào sân, kể cả là từ băng ghế dự bị. Hải cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho điều đó. Suốt quãng thời gian qua, tiền vệ sinh năm 1997 đã chấp nhận thi đấu ở đội Pau B thuộc giải hạng 5, giải đấu có cấp độ thấp nhất của Pháp. Những sự đánh đổi đó nhằm lấy lại thể trạng cũng như cảm giác bóng tốt nhất để ghi điểm với huấn luyện viên Tolo. Trong màu áo của Pau B, Hải ít nhiều đã tạo ra những dấu ấn. Trong cuộc đối đầu với Stade Montois, tiền vệ mang áo số 19 đã có đường kiến tạo từ cú đá phạt góc để đội bóng áo vàng mở tỷ số. Pha bóng ấy cộng thêm rất nhiều nỗ lực trên sân tập đã giúp cho Hải có thể trở lại đá chính trong màu áo của Poe FC. Phút 80 của đối đầu với Lavan, Hải đã được huấn luyện viên Tolo tung vào sân để thế chỗ tiền vệ Charles Bolley trong bối cảnh Poe FC đang bị đối thủ dẫn trước. Đó là cơ hội rất rõ rệt để anh có thể tạo nên một điều gì đó giúp đội chủ sân Nusterkam tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Hoặc một kỳ vọng đơn giản hơn cho số 19 trong khoảng 10 phút còn lại của trận đấu. Hãy chơi bóng, hãy thực hiện những đường truyền chính xác và hãy đóng góp nhiều hơn ở mặt trận tấn công cho Poe. Chúng ta không thể đòi hỏi một cầu thủ đã không được thi đấu đỉnh cao trong một thời gian dài sẽ lập tức làm quen với guồng quay và trở lại là chính mình ngay lập tức được. Chính xác là trong 13 phút cuộc đối đầu với Lavan, Quang Hải đã làm gì? Đáng kể nhất là một tình huống qua người khiến đối thủ buộc phải phạm lỗi với anh và nhận thẻ vàng ở pha bóng ấy. Quang Hải gợi nhớ về thời đỉnh cao phong độ với kỹ năng xử lý tương đối tốt trước vòng vây truy cản của đối phương. Còn lại thì chúng ta không nhận ra sự khác biệt quá lớn của Poe FC lúc có Quang Hải và lúc không có. Về mặt thông số, Hải chỉ có 8 lần chạm bóng và 5 đường chuyền, với 2 trong số đó tìm được những người đồng đội. Rõ ràng cảm giác bóng của số 19 vẫn đang là một vấn đề lớn và nó chỉ có thể khắc phục được nếu huấn luyện viên Tolo trao cơ hội thường xuyên hơn. Nhưng dẫu sao đó vẫn là một tín hiệu tích cực sau chuỗi những ngày tháng chỉ làm bạn với băng ghế dự bị và phải thi đấu ở hạng dưới. Nhìn với Công Phượng và Quang Hải, có thể thấy họ đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập cũng như trở thành một phần quan trọng của đội bóng. Thứ rào cản ấy đã khiến rất nhiều cầu thủ Việt thất bại khi xuất ngoại và giờ không ai trong số chúng ta muốn thấy điều ấy lại tái hiện, nhất là với những cầu thủ xuất chúng của bóng đá Việt Nam.